Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Pakistan phải chiến đấu với những nhóm chủ chiến đe dọa lợi ích của Afghanistan, của Ấn Độ và của Mỹ. Ông phát biểu tại Islamabad hôm thứ Ba sau khi ghé thăm Ấn Độ hôm thứ Hai. Ông Kerry cũng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của vụ thảm sát 134 trẻ em và 16 nhân viên tại một trường học ở Pakistan hồi tháng trước. Ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân một sự cố chết người trên hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Washington. Một người chết vào thứ Hai và hàng chục người khác được đưa đến bệnh viện sau khi một sự cố hỏng hóc điện tại trạm Long Phong Plaza khiến khói tỏa khắp trạm. Hàng ngàn người hâm mộ của đội bóng bầu dục của Ohio State xuống đường ăn mừng chiến thắng trước đội Oregon trong giải vô địch bóng bầu dục quốc gia cấp đại học. Cảnh sát thành phố Columbus đã phải sử dụng hơi cay để giải tán các đám đông và bắt giữ một số người. Đó là một số nội dung đáng chú ý. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.